Xin kính chào quý vị đồng nghiệp, quý vị đại biểu. Chủ đề tiếp theo mà chúng tôi muốn trình bày đó là cái vai trò của phospholipid thiết yếu trong hỗ trợ điều trị bệnh gan. Như chúng ta đã biết thì cái màng tế bào nó được cấu tạo bởi một cái lớp lipid kép, mà cái thành phần cơ bản của lớp lipid kép này chính là cái chất phospholipid. Đây là một cái chất rất quan trọng, nó được xem như là một cái công tắc điều khiển cho cái hoạt động màng tế bào và đã quyết định sự trao đổi chất qua màng. Cấu trúc của phospholipid thiết yếu nó gồm có một cái đầu ưa mỡ và hai cái đuôi ưa nước. Hoạt chất chính của phospholipid thiết yếu chiết xuất từ đậu nành là cái chất dinucleotide phosphatidylcholine, nó chiếm 52% các cái phân tử phosphatidylcholine. Về đặc tính dược lý, cấu trúc hóa học của phospholipid có trong đậu nành nó cũng tương tự như là các phospholipid nội sinh, nhưng mà có ưu điểm hơn là nó giàu các axit béo không bão hòa, chính vì vậy nó làm tăng cường cái tính linh hoạt của màng tế bào. Phospholipid thì nó can thiệp vào cái quá trình chuyển hóa lipid bất thường bằng cách là nó điều hòa cái quá trình chuyển hóa lipoprotein, giúp cho các cái chất béo trung tính và cholesterol được chuyển đổi thành những cái dạng có thể vận chuyển và chuyển hóa được, đặc biệt để làm tăng cái khả năng hấp thụ cholesterol của các HDL, tức là High Density Lipoprotein. Và qua những cái mô hình nghiên cứu thực nghiệm trên 25 cái thực nghiệm in vitro và 45 thực nghiệm in vivo với 43 cái mô hình và trên 8 loài động vật khác nhau, người ta đã chứng minh được cái phospholipid thiết yếu nó có 3 cái tác dụng chính để giúp cho bảo vệ gan. Thứ nhất là nó giúp cho quá trình sửa chữa cái thành tế bào, vì nó phục hồi cái cấu trúc màng, gia tăng cái chức năng chuyển hóa liên quan đến màng và nó tái hoạt hóa cái enzyme gắn kết với màng tế bào. Thứ hai là nó sẽ giúp bảo vệ tế bào gan bằng cách làm giảm cái quá trình stress oxit hóa, làm giảm cái hiện tượng chết tế bào theo chương trình, tức là hiện tượng apoptosis. Và thứ ba là nó giúp cho quá trình tái tạo tế bào gan bằng cách là nó sửa chữa cái sự thiếu hụt phospholipid và phosphatidylcholine của gan và nó kích thích quá trình tái tạo tế bào gan. Trong một số những cái đặc tính dược lý của phospholipid thiết yếu thì cái tác dụng bảo vệ gan nó đã được tìm thấy trong rất nhiều những cái mô hình thực nghiệm về tổn thương gan cấp tính, chẳng hạn như là tổn thương gan do rượu ethanol, do cồn ankin, tetrachlorocarbon, paracetamol và galactosamine. Trong các cái mô hình tổn thương gan mãn tính như là tổn thương gan mạn do rượu, do cái chất thioacetamide dung môi hữu cơ, thì người ta ghi nhận có cái sự ức chế quá trình nhiễm mỡ ở gan cũng như là quá trình xơ hóa ở gan. Vì cái chất này nó có tác dụng làm tăng cái tốc độ tái sinh và ổn định cái màng tế bào. Nó ức chế sự peroxid hóa cũng như là cái sự tổng hợp của collagen. Chính vì vậy mà nó được ứng dụng trong điều trị rất nhiều các cái bệnh lý về gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ không do rượu. Như chúng ta đã biết thì trên thế giới hiện nay thì cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đang có xu hướng gia tăng. Nó chiếm trên 400 triệu người và khoảng 25% cái dân số trên thế giới đang bị mắc cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Thì định nghĩa gan nhiễm mỡ không do rượu là khi người ta phát hiện cái mỡ tích tụ trên 5% cái thể tích của gan, và đồng thời cái tình trạng tích tụ mỡ này nó có liên quan đến hiện tượng đề kháng insulin. Để chẩn đoán thì chúng ta cần phải loại trừ những cái nguyên nhân thứ phát, chẳng hạn như là cái gan nhiễm mỡ do rượu, do một số thuốc như là corticoid, tetracycline, hoặc là một số những cái trường hợp như là bị viêm gan do siêu vi, viêm gan tự miễn, vân vân. Và cái bệnh cảnh lâm sàng của gan nhiễm mỡ không do rượu đó thì nó rất đa dạng. Nó có thể là ở những cái dạng gan nhiễm mỡ đơn thuần, nhưng mà khi cái gan nó bị có tình trạng viêm hoại tử thì nó sẽ gây ra một tình trạng gọi là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, mà tiếng Anh viết tắt là NASH, tức là Non-Alcoholic Steatosis Hepatitis. Thì tình trạng viêm gan này nó sẽ dẫn đến tình trạng xơ hóa gan và cuối cùng đưa đến cái xơ hóa gan, và từ xơ gan có thể dẫn đến ung thư gan. Vì vậy mà cái việc chẩn đoán cái gan nhiễm mỡ nó rất cần thiết để chúng ta xác định và chữa sớm cái tình trạng gan nhiễm mỡ, để không có thể dẫn đến tình trạng tổn thương gan mãn tính và đưa đến tình trạng những cái biến chứng như là xơ gan hoặc là ung thư gan. Việc chẩn đoán bệnh gan nhiễm mỡ thì trước kia người ta dựa vào cái sinh thiết gan, nhưng ngày nay người ta có thể có những cái kỹ thuật mà không xâm nhập
chẳng hạn là phải dùng cái phương tiện đo độ nặng hồi gan bằng phương pháp FibroScan, hoặc là chúng ta sử dụng cái cộng hưởng từ để mà đánh giá cái lượng mỡ tích tụ trong gan, thì nó cũng có một cái kết quả rất là chính xác. Và để điều trị cái bệnh gan nhiễm mỡ thì có rất nhiều những cái nghiên cứu đang được tiến hành để làm sao làm giảm đi tình trạng mà tích tụ mỡ trong gan và giảm cái khả năng viêm cũng như là hoại tử xơ hóa ở gan. Trong số những cái điều trị thì người ta có những cái thuốc bảo vệ gan, trong đó có phosphor lipid thiết yếu. Thì theo một cái nghiên cứu Manpower được công bố trong năm 2020, nghiên cứu này thì được tiến hành từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016, gồm có 2.837 bệnh nhân được sử dụng cái phosphor lipid với liều lượng là 6 viên 300mg mỗi ngày. Và đây là nghiên cứu quan sát đa trung tâm đã mô tả về cái thực hành điều trị gan nhiễm mỡ không do rượu tại Nga. Và cái mục tiêu nghiên cứu là mô tả cái việc điều trị gan nhiễm mỡ ở những cái bệnh nhân có những cái nguy cơ mà bị gan nhiễm mỡ nặng, và người ta đang sử dụng những cái thuốc điều trị cái bệnh lý nền mà đồng thời kết hợp với lại cái sử dụng cái phosphor lipid thiết yếu. Thì người ta đánh giá về cái hiệu quả cũng như là độ an toàn, cái sự tuân thủ cũng như là mức độ hài lòng của bệnh nhân khi điều trị bằng cái phosphor lipid thiết yếu. Đánh giá về hiệu quả cải thiện trên cái siêu âm về chức năng gan khi mà sử dụng thuốc. Về tí chọn bệnh thì những bệnh nhân mà có cái độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi được chẩn đoán là gan nhiễm mỡ và có ít nhất một trong bốn cái bệnh nền như là thừa cân béo phì với cái BMI trên 27 kg trên 1 mét vuông da, có tình trạng tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, có tình trạng rối loạn mỡ máu, tăng cholesterol, và bệnh nhân được sử dụng cái phosphor lipid thiết yếu 300mg 6 viên mỗi ngày và điều trị hỗ trợ đi kèm với lại cái điều trị cái bệnh nền. Tiêu chí loại trừ là người ta loại bỏ những cái bệnh lý cấp tính hoặc là mạng tính khác, bao gồm những cái bệnh lý gan do các nguyên nhân khác cũng như là cái những cái u gan mạng tính. Và người ta điều trị với các cái thuốc bảo vệ gan như là phosphatidylcholine choline mà đường tim mạch, hoặc là uống đồng thời với lại một số những cái thuốc bảo vệ gan khác. Những cái thuốc mà người ta có thể sử dụng điều trị bệnh nền thì chúng ta thấy có những cái thuốc chữa huyết áp, thuốc lợi tiểu, những cái thuốc mà điều trị rối loạn mỡ máu hoặc là điều trị đái tháo đường. Và qua cái kết quả thử nghiệm thì người ta thấy cái sự tuân thủ của người bệnh nó chiếm tỷ lệ là trên 80-90%, và cái độ hài lòng của bác sĩ khi mà sử dụng cái thuốc đó, thì đa số các bác sĩ thì rất là hài lòng, và ngay cả bệnh nhân cũng không than phiền và người ta cảm thấy rất là thoải mái khi sử dụng cái phosphatidylcholine choline, và có 81,7% những bệnh nhân rất là hài lòng khi sử dụng cái phosphatidylcholine choline này. Về kết quả nghiên cứu thì cho thấy là cái tỷ lệ tuân thủ của người bệnh rất là cao, chiếm trên 90% trong suốt thời gian là 6 tháng. Và tỷ lệ hài lòng của người bệnh cũng như là của thầy thuốc và cái dữ liệu an toàn thì người ta cũng đã được ghi nhận là nó có hiệu quả và nó không gây ra một cái tác dụng phụ gì rõ ràng. Phosphatidylcholine choline, đây là một cái lựa chọn cho cái điều trị cái bệnh gan nhiễm mỡ và phối hợp với lại cái điều trị bệnh nền, đó làm giúp cho hỗ trợ và tăng cường cái hiệu quả giảm đi cái tình trạng nhiễm mỡ trong gan. Cái vấn đề thứ hai là người ta có thể sử dụng cái phosphatidylcholine choline trong cái điều trị những cái bệnh gan do rượu. Theo một cái nghiên cứu được tiến hành năm 2011, đó là nghiên cứu SAS, thì đây là một cái thực nghiệm lâm sàng tiền cứu ngẫu nhiên và đánh giá về hiệu quả của phosphatidylcholine choline ở trên những cái bệnh nhân mà Nga đang uống rượu rất là nhiều. Thì có 86 những bệnh nhân được chọn vào trong cái nghiên cứu, và những bệnh nhân này được sử dụng là cái phosphatidylcholine choline là 1.200mg một ngày, và gồm có 56 bệnh nhân, và trong đó có 30 bệnh nhân thì chỉ dùng vitamin E và thời gian điều trị là 6 tháng. Cái kết cuộc lâm sàng là chúng ta đánh giá về cái sự thay đổi về cái men gan sau 6 tháng so với lại lúc ban đầu. Thì qua quá trình điều trị thì người ta ghi nhận rằng là cái phosphor lipid nó cải thiện về cái tình trạng men ALT
men AST và cái men đặc biệt là cái men gamma glutamine transpeptidase, và nó sẽ có một cái sự khác biệt rất rõ so với lại cái trước khi điều trị. Và cái thử nghiệm lâm sàng này đó, nó giúp cho chúng ta có nhận định được cái vai trò của cái phosphatidylcholine trong vấn đề cải thiện đáng kể cái tình trạng mà tăng men gan, đặc biệt là cái men gamma glutamine transpeptidase, và cái tình trạng mà nhiễm mỡ trên gan được thể hiện trên siêu âm. Và ngoài ra thì người ta còn có thể sử dụng cái phospholipid trong điều trị cái bệnh viêm gan do thuốc. Chẳng hạn như trong một số cái nghiên cứu khi sử dụng cái phospholipid để điều trị hỗ trợ cho những bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng lao, thì có cái nghiên cứu là Juric, Milosavljevic. Thì nghiên cứu này là một nghiên cứu nhãn mỡ có đối chứng với những cái bệnh nhân mà bị lao phổi. Thì những bệnh nhân này thì đã được điều trị bằng cái thuốc kháng lao là isoniazid cộng với lại streptomycin và rifampicin trong vòng 3 tháng. Thì có 240 bệnh nhân được sử dụng cái phospholipid thiết yếu với liều lượng là 3 viên, tức là 900mg trên một ngày. Thì người ta theo dõi về tình trạng tăng men gan và cũng như là một sự thay đổi về cái men ALT, AST, cũng như là cái tình trạng mà cái dung nạp của người bệnh. Thì qua cái nghiên cứu, người ta thấy là có 50% những trường hợp, những bệnh nhân sử dụng cái phospholipid nó có tình trạng giảm men gan rất là đáng kể. Và đặc biệt là cái sự tăng men gan này có khi nó xảy ra rất là muộn so với lại cái nhóm mà không được sử dụng cái phospholipid thiết yếu. Và cái điều này nó cũng đã chứng minh được là cái thuốc này là một cái thuốc có vai trò hỗ trợ trong cái điều trị những cái bệnh nhân đang sử dụng cái thuốc kháng lao. Một cái nghiên cứu khác là nghiên cứu MACPO được tiến hành trong một cái nhóm bệnh nhân mà bị lao phổi, gồm có 120 bệnh nhân lao phổi đang điều trị bằng rifampicin, isoniazid và etavitol trong 12 tuần. Và trong đó thì 101 bệnh nhân thì được chia ngẫu nhiên là những bệnh nhân để được sử dụng cái phospholipid thiết yếu là 600mg 3 lần một ngày, gồm có 49 bệnh nhân, và 52 bệnh nhân thì sử dụng cái giả dược. Thì người ta sau cái thời gian nghiên cứu thì người ta ghi nhận rằng là những cái bệnh nhân có sử dụng cái phospholipid thiết yếu đó thì nó sẽ có sự cải thiện về cái men ALT và cái men AST khá rõ so với lại cái giả dược. Và cũng từ cái mô hình này chúng ta thấy rõ ràng là phospholipid thiết yếu là một cái thuốc có thể bổ sung cho vấn đề điều trị hỗ trợ những trường hợp mà tổn thương gan do cái thuốc kháng lao. Để kết luận cho cái phần trình bày này, chúng tôi xin có một số những cái thông tin như sau. Phospholipid thiết yếu được chiết xuất từ đậu nành là một cái thành phần có cấu trúc tương tự như là phospholipid nội sinh. Nó có khả năng phục hồi và tái tạo cái màng tế bào bị tổn thương và cải thiện chức năng sinh lý của màng tế bào, ức chế quá trình peroxid hóa cũng như là ức chế quá trình tổng hợp collagen. Do đó mà nó được ứng dụng trong điều trị rất nhiều các cái bệnh lý tổn thương gan cấp tính hoặc là mãn tính, như là viêm gan thoái hóa mỡ không do rượu, viêm gan thoái hóa mỡ do rượu hoặc là do thuốc và độc chất, dựa trên một số những cái bằng chứng thực nghiệm lâm sàng. Thì phần trình bày chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý vị đồng nghiệp. Vâng, thay mặt cho chủ tọa đoàn xin chân thành cảm ơn thầy phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng. Với hai cái vấn đề chính, một cái vấn đề chúng ta ít quan tâm đó là cái thiểu năng tụy ngoại tiết và một thuốc điều trị thay thế, và một cái sản phẩm phospholipid điều trị trong bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Báo cáo với thầy là chủ tọa đoàn nhận được 3 câu hỏi, cũng xin thầy trả lời. Một là thời gian dùng liệu pháp enzyme thay thế là bao lâu? Tức là chắc là tác giả định hỏi đến cái sản phẩm cái LIPA rồi. Hai là cơ chế chỉ định enzyme tụy cho bệnh nhân suy tụy ngoại tiết mà không chờ triệu chứng lâm sàng. Nếu có thì dựa vào tiêu chí nào? Ba là thời gian dùng phospholipid là bao lâu, có thể dùng kéo dài được không ạ? Xin mời thầy ạ. Xin kính chào toàn thể các quý đồng nghiệp và các thầy cô chủ tọa đoàn. Vâng, mời thầy bật mic lên ạ. Đang bật mic ạ.
Không biết. Xin kính chào toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị đồng nghiệp, ban chủ tọa đoàn. Xin quý vị đã có nghe rõ không ạ? Dạ, vâng, nghe rõ đấy ạ, thầy ạ. Dạ, xin cảm ơn. Lời đầu tiên thì xin cáo lỗi là chúng tôi cũng không có thể có dịp mà ra tận Hà Nội để tham dự là vì do tình hình bệnh dịch. Nhưng mà hôm nay thì được tham dự cái hội nghị thì rất là vui, là vì gặp lại tất cả các quý đồng nghiệp, quý thầy cô trong cái hội găng mật toàn quốc. Thì tôi xin phép được trả lời ba câu hỏi của các đồng nghiệp. Câu hỏi thứ nhất là cái thời gian mà chúng ta sử dụng cái liệu pháp thay thế enzyme tụy là bao lâu? Thì thực sự là nó tùy thuộc vào cái bệnh cảnh cũng như là cái nguyên nhân. Có một số những trường hợp những cái viêm tụy cấp hoại tử mức độ nặng mà đặc biệt là ở vùng đầu tụy đó, thì người ta vẫn ghi nhận là sau cái đợt mà viêm tụy đó đó thì có thể nó sẽ có một cái tình trạng là suy tụy ngoại tiết, nhưng mà nó chỉ là một cái thoáng qua trong một cái giai đoạn. Thì người ta có thể sử dụng cái liệu pháp này và theo dõi trong vòng là có thể lên tới 6 tháng. Và sau đó nếu mà chúng ta thấy cái hoàn toàn cái chức năng tụy bệnh nhân được hồi phục và trên hình ảnh học nó đã cải thiện và chúng ta thử ngưng thuốc mà thấy hoàn toàn bệnh nhân trở lại ổn định thì chúng ta có thể là yên tâm, chúng ta có thể thử dừng. Còn đối với những trường hợp mà những cái tổn thương về cấu trúc cũng như là cái tổn thương tụy mà nó đã mãn tính như là trong viêm tụy mạn, hoặc là những cái phẫu thuật mà cắt bỏ tụy hoàn toàn, hoặc là những cái phẫu thuật Whipple, hay là những cái trường hợp mà phẫu thuật đường tiêu hóa mà có nối tắc dạ dày tới họng tràng, thì cái cơ chế mà kích thích sự bài tiết của tụy nó gần như là đã bị mất đi cái cơ chế điều chỉnh để mà tiết cái enzyme tụy. Chính vì vậy mà cái liệu pháp mà sử dụng cái thay thế bằng tụy là chúng ta phải sử dụng suốt đời. Và cái điều trị này nó giúp cải thiện được trình dạng dinh dưỡng của người bệnh nhân, và nó điều trị cái triệu chứng tiêu chảy cũng như là tình trạng ăn uống kém của bệnh nhân, và nó sẽ cải thiện rất là rõ trên lâm sàng. Và thực tế chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp mà khi bổ sung cái enzyme tụy đúng thì bệnh nhân sẽ trở lại có cuộc sống bình thường, ăn uống như cái người bình thường. Câu hỏi thứ hai là liên quan đến như vậy thì chúng ta có thể có khả năng sử dụng sớm cái enzyme tụy hay không, là vì nếu mà chúng ta dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng như là tiêu phân mỡ đó thì cái đó nó thường rất là muộn, là vì khi mà cái chức năng tụy nó giảm đi trầm trọng, chỉ còn có 10% cái chức năng của tụy thì cái nó mới có triệu chứng tiêu chảy mỡ. Do đó người ta khuyên là chúng ta nên đầu tiên là chúng ta dựa vào cái bệnh cảnh mà bối cảnh lâm sàng mà có nghi ngờ khả năng đến cái tiểu năng tụy, chẳng hạn giống như tôi nói là khi chúng ta phát hiện một cái viêm tụy mạn, một cái ung thư tụy, hoặc là một cái trường hợp mà phẫu thuật cắt bỏ tụy, hay là những cái trường hợp mà viêm tụy cấp rất là nặng mà tổn thương đặc biệt là ở vùng đầu tụy đã ảnh hưởng tới cái sự bài tiết của tụy, thì chúng ta có thể nghĩ ngay đến cái hiệu năng tụy ngoại tiết, vì qua rất nhiều nghiên cứu người ta thấy là trên 80% trường hợp là nó có hiệu năng tụy, do đó mà chúng ta phải điều trị ngay. Và một số trường hợp mà nó chưa rõ ràng thì thực tế trên thế giới cũng như là trong tương lai ở Việt Nam, chúng ta nên triển khai có hai cái xét nghiệm mà tôi nghĩ là cũng trong tầm tay chúng ta có thể áp dụng được. Đó là chúng ta có thể là thử cái men elastase 1 ở trong phân. Thì cái xét nghiệm này thật ra trước kia ở thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng có thực hiện trong một thời gian, nhưng mà sau đó không ai làm, do đó mà nó cũng sẽ không không ai ứng dụng để mà sử dụng nữa. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nên khảo sát bằng hình ảnh học, như là chúng ta chụp cái CT bụng để chúng ta khảo sát về cấu trúc tụy, hoặc là tôi làm cái siêu âm mà qua ngã nội soi chúng ta thấy được rõ những cái bất thường ở trong cái cấu trúc tụy mà chúng tôi có thể chẩn đoán sớm những cái tổn thương tụy mãn tính, và từ đó chúng tôi có tiến hành điều trị cái tình trạng mà thiểu năng tụy. Và rõ ràng khi bệnh nhân ăn uống kém, tiêu chảy kéo dài mà chúng ta cho thử cái men vào mà thấy bệnh nhân tự nhiên là bệnh nhân ăn uống trở lại ngon hơn và ngừng tiêu chảy, thì coi xem như đó là một cái triệu chứng mà chúng ta đã chẩn đoán đúng và điều trị đúng. Đó là một cái thực tế mà lâm sàng mà hầu như là một số những cái khuyến cáo. Còn nếu mà chúng ta khảo sát mà chi tiết về cái chức năng tụy thì nó chỉ là những cái xét nghiệm mà được tiến hành trong các cái viện nghiên cứu thôi, chứ còn nó không có ứng dụng trên thực tế lâm sàng.
Còn câu hỏi thứ ba là cái thời gian chúng ta sử dụng cái phospholipid thiết yếu là trong bao lâu? Thì thông thường là bao giờ, đây là những cái thuốc điều trị hỗ trợ, nó chỉ có một cái vai trò hỗ trợ trong cái thời gian đầu khi mà bệnh nhân có tình trạng tăng men gan, mà hoặc là chúng ta chưa có xác định chính xác về cái nguyên nhân, thì chúng ta có thể sử dụng nó trong cái thời gian, và cái thời gian của nó người ta có thể là kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí có những trường hợp thì kéo dài cả năm hơn. Thì nếu mà tình trạng bệnh nhân hoàn toàn đã ổn định, chẳng hạn nếu là do viêm gan do virus mà ta đã kiểm soát tốt bằng thuốc kháng virus, thì chúng ta có thể dừng những cái thuốc hỗ trợ, chỉ là chủ yếu là điều trị đặc trị, còn những thuốc hỗ trợ chỉ là một cái vai trò nâng đỡ, và nó sẽ giúp cho làm tái tạo nhanh cái tế bào gan và giúp phục hồi cái gan nhanh hơn. Thì đó là những cái câu hỏi mà liên quan đến cái hai cái chủ đề mà chúng tôi đã vừa trình bày. Xin cảm ơn các cái phần là câu hỏi của quý vị đồng nghiệp.